Radio kết nối yêu thương. Radio kết nối yêu thương. Xin chào các chị ông đang đến với kết nối yêu thương cùng với ông thở. Các chị ông thân mến, hòa trong không khí lao động của những ngày cuối năm. Đây là thời điểm mà các công việc rơi vào cao điểm, công việc ngày một nhiều hơn, áp lực cũng vì thế mà tăng lên. Để có thể đảm đương được khối lượng công việc lớn dịp cuối năm, ông thở sẽ luôn đồng hành để đưa đến cho các chị những thông báo mới nhất từ phía công ty, chuẩn bị đầy đủ sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Trong kết nối yêu thương hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện hết sức gần gũi mà có lẽ nhiều chị ông cũng có chung trải nghiệm. Hãy cùng đến với chuyên mục đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay được mang tên Góc Tâm Sự. Các chị ông thân mến, để đáp ứng được khối lượng công việc tăng cao những ngày cuối năm, trong thời gian tới, Bitaski sẽ liên tục tuyển dụng để tìm kiếm ra những chị ông mới gia nhập vào ngôi nhà Bitaski. Các chị ông của chúng ta trong quá trình làm việc, sinh hoạt, gặp gỡ bạn bè, nếu thấy những chị ông tiềm năng thì đừng ngần ngại giới thiệu các chị đến với chúng ta nhé. Vậy Bitaski của chúng ta có gì hấp dẫn để các chị ông mới gia nhập nhỉ? Trong góc tâm sự ngày hôm nay, hãy cùng với ông thợ chúng ta đi dạo một vòng và hỏi bất ngờ các chị ông nhà mình một vài câu hỏi nhé. Chào chị có thể cho ông thợ và mọi người biết chị đến với Bitaski qua kênh nào không ạ? Chứ em làm công nhân may, rồi có người giới thiệu vô, rồi em lúc đầu cũng phân vân lắm, nhưng mà khi mình đến công ty rồi tự nhiên cảm thấy thích cái nghề này, yêu cái nghề này luôn, nhẫn quá luôn vậy. Đúng là chăm hay không bằng một người đã có kinh nghiệm thực tế chia sẻ và giới thiệu đúng không ạ? Vậy thì khi có ai hỏi làm ở Bitaski có gì hấp dẫn thì các chị ông nhà mình sẽ trả lời sao nhỉ? Tuy nhiên có gặp cái rắc rối gì đó là điện thoại về công ty, là công ty sẽ hỗ trợ liền. Khi mang đến cho mình á là cái nguồn thu nhập ổn định, mình có thể chủ động thời gian rất là nhiều, tại vì có con cái á nên là mình có thể lựa chọn thoải mái công việc phù hợp với khu vực của mình và cái thời gian địa điểm của mình. Mình có thể là tự túc cái thời gian đó, mình rảnh giờ nào thì mình đi làm gì đó theo cái áp của mình. Mình thấy Bitaski đối với thị trường nước Việt theo giờ hiện nay, Bitaski hiện tại là một công ty rất tốt để cho các chị muốn phát triển lâu dài về công việc nước Việt đó. Thứ nhất và thứ hai là mức quay hồng Bitaski đưa ra rất là hợp lý, tại vì công ty mở ra thì phải có lợi nhuận, mà lợi nhuận này không quá cao so với những cái gì công ty mang lại. Được cái là mình thoải mái về cái thời gian cho gia đình và con cái, và thuận tiện bất kể những các cái công việc gì mình cần á thì cũng được cái là thoải mái, không phải lo toan về công việc gia đình hay gì đó. Nghe các chị ông chia sẻ mà ông thợ thấy lợi ích đơn, lợi ích kép, nhưng làm gì thì làm, môi trường công việc tốt đến đâu thì mức thu nhập mới là điều quyết định. Các chị ông ơi, các chị thấy mức thu nhập ở Bitaski như thế nào nhỉ? Như là hồi đó em làm công nhân á, thì cuộc sống nó thiếu thốn đủ thứ đó. Mình làm vợ chồng mà sống cũng không có được hòa lợi như cuộc sống mình thiếu thốn đủ thứ hết. Nói chung là đó em tù túng á. Xong rồi có người giới thiệu vô công ty này, thấy em cũng biết việc, cũng giỏi việc nhà này kia, thì có người giới thiệu vô làm xong rồi vô làm thấy ok. Bữa giờ mình nhận công việc đa số rất là nhiều, nên mỗi ngày bình quân thì mình cũng làm tạm thời chỉ có 2 ca thôi. Ngày cũng 500-600 ngàn, tạm thời tại là ổn, rất là ổn. Được cái chị vào Bitaski thì Bitaski đưa đến cho chị rất là nhiều cái lợi ích, đưa đến kể cả cuộc sống cho vợ chồng con cái chị rất là đầy đủ. Trời mùa đông mây vẫn hay đi về, vẫn mưa rơi trên đường thầm thì. Vì đâu mưa em không đến, đường vào tim em mây sang kín. Bàn chân anh trên lối đi không thành, nhìn
những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài sông thưa, lắm khi mưa làm cho ta nhớ mãi ngày qua. Nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng đêm ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay, đường vào tim em bao con sông, đầy thuyền anh xa bến xuân hoa mộng. Trái tim em muôn đời lạnh lùng, hỡi ơi trái tim mùa đông. Trời mùa đông mây vẫn hay đi về, vẫn mưa mưa rơi trên đường thầm thì. Vì đâu mưa em không đến, đường vào tim em mây sang kín. Bàn chân anh trên lối đi không thành, những đêm khuya mưa buồn một mình. Có khi cho ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài sông thưa, lắm khi mưa làm cho ta nhớ mãi ngày qua. Nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng đêm ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay, đường vào tim em bao con sông, đầy thuyền anh xa bến xuân hoa mộng. Trái tim em muôn đời lạnh lùng, hỡi ơi trái tim mùa đông. Trái tim em muôn đời lạnh lùng, hỡi ơi trái tim mùa đông. Môi trường làm việc tốt, thu nhập tốt. Vậy khi gia nhập vào Bitaski, các chị ông có học hỏi được điều gì không nhỉ? Hay cứ đi làm có thu nhập rồi trở về nhà mà thôi? Tham gia bên cộng đồng của Bitaski khoảng được 4 tháng thôi, thì thứ nhất là mình có được rất là nhiều kiến thức. Thứ nhất là cách giao tiếp với khách hàng. Mình có tiếp xúc rất là nhiều khách hàng, khó đến dễ cũng có. Thì đa số là khách hàng có những cái đàn khó thì họ sẽ nói và chỉ cho mình, và nhiều lúc là sẽ nói những cái câu mà khiến mình cũng cảm giác buồn so với công việc của mình. Nhưng đôi khi mình cứ nghĩ là mình làm tốt công việc là xong, thì mình có duyên mình gặp lại khách hàng. Nên là từ đó mình nghĩ ra là mỗi khách hàng nó cho mình một cái bài học. Bài học đó thứ nhất là cách mình đối xử với lại cái cách mình trao đổi và cái cách mình chia sẻ. Nhưng mà công việc giúp việc nó đưa lại cho chị là có nhiều mối quan hệ, và từ những mối quan hệ đó chị học hỏi được rất là nhiều. Đúng là 10 khách 10 ý thì mình học được 10 điều. Nhiều cái nghề này rồi thì thấy thích, đúng thứ nhất đó
làm khách cũng làm cũng có khách này khách kia, nhưng mà thì làm theo giờ mà mình cứ làm xong khách nào ok thì mình nhận tiếp, còn không thì thôi mình làm một lần thôi, cũng không có ép buộc mình gì, cũng không có ép buộc gì mình hết, nó dễ được phần đó, mình chủ động được thời gian. Điều gì khiến các chị ông cảm thấy tự hào khi là một phần của Bitaski? Các chị có thể cho ông thợ cũng như tất cả mọi người được biết những lý do của các chị được không ạ? Chị thấy là lúc đó mình bước vô cái nghề, vô cái công việc này thì mình chỉ nghĩ là mình giống như một người giúp việc, là một ô xin thôi. Mà từ xưa giờ là xã hội, đối với xã hội thì luôn luôn dùng từ ô xin, có nghĩa là sao, là tầng lớp thấp, nói chung cao cấp hơn bán vé số hay ăn xin thôi. Họ luôn luôn con coi như vậy. Có nhiều khách hàng khi mình tới nơi họ nói đi giúp việc đó, khi mà chẳng hạn như đi gửi xe hay là đi bảo vệ thì tự mình cảm thấy rằng mình cái nghề của mình nó rất là thấp. Nhưng mà khi bước chân vô, là trước đây mình nằm ở công ty kia đó, mình thấy như vậy, nhưng khi bước chân vô Bitaski thì mình lại thấy khác. Là chẳng hạn như Bitaski sẽ cố gắng làm cho bạn cảm thấy rằng cái nghề của bạn rất là quan trọng, không phải gọi là quan trọng, nhưng cái nghề của bạn không phải là thấp kém, mà cái nghề của bạn của bạn có thể là ngang bằng, và thậm chí là có những người khách phải cần bạn chứ không phải là bạn cần khách. Ví dụ giống như một lần đó mình vô mình gặp một cái ca đó là nhà rất dơ, thì mình lúc đó là mình chưa điện về công ty tổng đài bao giờ hết, thì mình cũng chân ướt chân ráo, mình cũng lại sợ cái cảnh của cái công ty trước, thì mình lại, nhưng mà mình nghĩ bây giờ thôi điện đại đi tính sao, thì mình điện về. Nhưng mình không ngờ, mình bất ngờ luôn là công ty xử lý, và lát sau là công ty cho người xuống tại cái căn của mình ấy luôn. Và cuối cùng khi các bạn trên văn phòng xuống trao đổi sau đó, thì cuối cùng là bạn nói cho chị lựa, chị có quyền làm hoặc chị đi về. Mình cũng ngỡ ngàng, ủa chị đi về chị không bị phạt hả em? Nói không, tại khách hàng này họ gọi là họ kỳ cục, cho nên là công ty cho chị quyết định, chứ mình không buộc phải chịu đựng những khách hàng khó khăn này. Đó, thì cái đó lại làm cho mình cảm thấy rằng là công ty có quan tâm đến cái cảm xúc của mình, cái cảm giác của mình. Có nghĩa là không phải là cái nghề mình thấp kém thì ai muốn trà đạp cũng được, không phải. Cho nên khi bước chân vô Bitaski rồi, bây giờ chị đi đâu chị mặc cái áo quàng, thậm chí chị không cần mặc áo khoác nữa, chị rất tự hào và chị mang trên cái lưng của chị một con ông vai. Bởi vì sao? Rất nhiều người họ rất cần những chị ông như tụi mình. Các chị ông thân mến, với những gì mà ông thợ chia sẻ ngày hôm nay chỉ là một phần rất nhỏ cho hàng nghìn tình cảm mỗi ngày của các chị ông dành cho Bitaski. Hy vọng với những gì các chị đang làm, đang trải nghiệm, đang mang trong lòng niềm tự hào, thì các chị sẽ lan tỏa điều này đến thật nhiều người, để các chị em khác trong xã hội có điều kiện biết tới để gia nhập đại gia đình Bitaski của chúng ta, các chị nhé! Trên vai em khóc hoài.
giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Bitaski, siêu ứng dụng dọn dẹp trên app với đội ngũ dọn dẹp chất lượng 5 sao, chăm sóc căn nhà của bạn theo giờ và định kỳ mọi ngóc ngách. Tải Bitaski, trải nghiệm cảm giác dọn dẹp nhà cửa trong tích tắc và giá tiền hợp lý. Bitaski, lướt chạm cho cuộc sống thành thơi. Lời nhắn từ Bitaski. Lời nhắn từ Bitaski. Xin chào các chị ông. Như các chị đã biết, Bitaski có hai tổng đài hỗ trợ cho cộng tác viên là 347 và 501. Mỗi tổng đài sẽ có những hạng mục và thời gian hỗ trợ khác nhau, đều đã được hiển thị rõ ràng trên app Bitaski Ong Xanh. Dù đã bố trí rất nhiều nhân lực trực tổng đài, nhưng với số lượng cuộc gọi mỗi ngày thì việc tổng đài tắc nghẽn dẫn đến nhiều chị ong than phiền rằng không thể kết nối là điều không thể tránh khỏi. Trong đó, Bitaski ghi nhận trên app Bitaski Ong Xanh với rất nhiều thông tin hữu ích, nhưng nhu cầu các chị ong liên hệ tổng đài nhờ hỗ trợ vẫn còn nhiều như vậy. Để giải quyết ngọn ngành việc này, Bitaski mong muốn các chị ong hãy bấm vào link trên trang cộng đồng của chúng ta để tham gia khảo sát về việc các chị ong cần tổng đài hỗ trợ vấn đề gì. Kết quả của cuộc khảo sát này sẽ giúp Bitaski hiểu rõ những khó khăn mà các chị ong chưa thể tự giải quyết mà phải liên hệ tổng đài. Từ đó có những hướng dẫn chi tiết giúp các chị không còn bị phụ thuộc vào tổng đài nữa. Điều thứ hai, khi các chị truy cập vào trang cộng đồng của chúng ta, hãy tham gia khảo sát thời gian làm việc các chị nhé. Các chị biết không, hiện tại số lượng công việc chưa có chị ong nhận vẫn rất nhiều. Bên cạnh đó, vẫn còn những chị ong phàn nàn mình không bắt được việc. Nhưng khi Bitaski liên hệ gửi công việc thì chị ong lại không thể nhận vì bận việc gia đình, việc cá nhân hoặc ngại đi hút mật ở xa. Vậy nên các chị ong của chúng ta hãy nhấn vào trang link trên trang cộng đồng để làm khảo sát để Bitaski hiểu mong muốn của các chị hơn nhé. Dựa vào ý kiến của các chị ong, Bitaski sẽ tìm kiếm thêm khách hàng mới cũng như thời gian nhận việc phù hợp với các chị để thu nhập của chị em nhà ong được đảm bảo. Nếu các con bận học online trong tuần thì các chị ong hãy mạnh dạn nhận việc vào thứ bảy chủ nhật. Để cần được hỗ trợ công việc, các chị xin vui lòng liên hệ tổng đài 0901 300 501 giờ hành chính để được hỗ trợ. Tuy nhiên, giống như ông thợ đã chia sẻ, trên app của chúng ta có rất nhiều những thông tin. Trước khi liên hệ, các chị hãy tìm hiểu những điều thú vị trên app của Bitaski Ong Xanh nhé. Em đi trên cỏ non mà
bờ đường đi. Em che nghiêng nón lá chân rung rè qua nhịp cầu tre. Quê hương em ở ngoài thành sớm nhà tranh. Em đi qua mấy sông vượt mấy đèo, dấu trèo lên đỉnh cao mấy núi cũng lặng lội về thăm. Chưa quen biết em, chưa đi trên cỏ non, chưa từng nghe má rời bàn chân. Em chưa qua mấy khúc sông, chưa được nhìn dối những chiều hôm. Em chưa yêu ngoài thành khi mà em chưa nghe trái tim mình rung động. Thuở mẹ đợi cha thương lắm như ruộng đời phù sa. Mẹ gặp cha thương lắm như ruộng ngập phù sa. Các chị ông thân mến, thời điểm cuối năm là thời điểm bận rộn nhất trong năm. Không chỉ các chị ông mà rất nhiều những ngành nghề khác trong xã hội cũng tất bật. Vậy làm thế nào để cho chúng ta không làm việc quá sức? Trong mẹo vặt cùng Bitaski ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những dấu hiệu đang làm việc quá sức để từ đó có những thay đổi điều chỉnh phù hợp với công việc cũng như sức khỏe của mình. Điều đầu tiên, đó chính là cảm thấy bực bội khi phải tiếp xúc với quá nhiều người. Khi bạn cảm thấy khó chịu với bất cứ ai đến gần hoặc địch nói chuyện với bạn, bạn cảm thấy khó kiểm soát tinh thần và ngày càng dễ nổi nóng với đồng nghiệp, với những người bạn từng thân thiết. Đây không chỉ đơn giản là việc thay đổi hành vi cư xử, mà là hậu quả của việc làm việc quá sức. Thứ hai, bạn đi làm muộn nhưng chỉ muốn về sớm. Bạn đã từng dậy rất đúng giờ và háo hức đi làm vào mỗi buổi sáng. Nhưng giờ đây,
bạn lại cảm thấy nỗi sợ hãi mỗi ngày khi nghĩ đến công việc của mình. Đặc biệt là sau giờ nghỉ trưa, bạn bắt đầu nhìn đồng hồ liên tục và đếm từng phút cho đến khi hết ngày. Điều thứ ba, bạn không còn sự nhiệt tình trong công việc nữa, mà thay vào đó là sự thờ ơ. Bạn cảm thấy không còn động lực nào, không cảm thấy vui với một công việc được hoàn thành, không còn khao khát đối mặt với những thử thách mới. Những người quá tải trong công việc thường mất đi hứng thú làm việc cũng như cảm giác tự hào về công việc của mình. Điều tiếp theo, đó là khi bạn cảm thấy cơ thể không có sức sống. Bạn cảm thấy cơ thể kiệt sức, thường đau đầu, các cơ mệt mỏi và luôn có cảm giác buồn ngủ. Những dấu hiệu về thể chất này là những dấu hiệu cơ bản của sự căng thẳng công việc, cũng như cho thấy rằng đây là dấu hiệu dẫn đến các vấn đề về tinh thần sau này. Vậy khi chúng ta rơi vào những trường hợp như vậy, có lời khuyên nào dành cho chúng ta để có thể khắc phục không? Nếu như tất cả chúng ta đang trải qua những dấu hiệu như vậy, vậy là đã đến lúc chúng ta nên có một số thay đổi trong cuộc sống. Đó là học cách nói không với nhiều vấn đề. Tiếp theo, đánh giá lại mục tiêu nghề nghiệp. Học các kỹ năng kiềm chế căng thẳng. Làm việc nhiều thì phải có nghỉ nhiều. Có rất nhiều cách để nghỉ ngơi thư giãn hiệu quả. Mỗi người chọn cho mình những cách khác nhau phù hợp với bản thân nhất. Nghỉ ngơi là phần thưởng lớn nhất dành cho cơ thể bạn mỗi khi mệt mỏi. Các bạn đừng xem thường việc nghỉ ngơi. Sau mỗi buổi làm việc, bạn có thể nghe một bản nhạc, đắp một chiếc mặt nạ, vừa có thể làm đẹp vừa có thể thư giãn. Đồng thời, hạn chế sử dụng các phương tiện điện tử để có một giấc ngủ thật ngon. Khi cơ thể của chúng ta bị mệt mỏi và căng thẳng, thì việc ăn uống đầy đủ, bổ sung các dưỡng chất là điều cần làm. Đối với những người đang bị mệt mỏi quá sức về công việc, thì cần bổ sung cho cơ thể nhiều nước, ăn những loại rau củ, bổ sung nhiều vitamin để cơ thể của bạn đủ dưỡng chất trao đổi trong một ngày. Một điều mách nhỏ nữa là nếu công việc quá lớn, bắt buộc bạn phải làm việc quá nhiều, thì hãy uống nhiều nước lọc. Nước lọc sẽ giúp cơ thể duy trì đủ nước, hạn chế tình trạng mệt mỏi. Cơ thể của chúng ta 70% là nước, do vậy uống đủ 2 lít nước trong ngày sẽ hạn chế được những mệt mỏi cho bạn và đặc biệt an toàn và tốt cho làn da. Nếu những điều trên vẫn chưa đạt được hiệu quả, thì chúng ta cần giảm bớt khối lượng công việc. Để giảm bớt được công việc dồn lên cùng một lúc, bạn hãy sắp xếp cho mình một lịch làm việc chuyên nghiệp, giờ nào việc đó. Như vậy, bạn sẽ đạt được hiệu quả công việc cao hơn và không bị công việc dồn ép cùng một lúc. Muốn làm được thật nhiều các công việc, muốn giải quyết được nhiều vấn đề cũng như đem lại thu nhập cao. Vì vậy, chúng ta cần có một kế hoạch làm việc hợp lý cũng như nghỉ ngơi. Hy vọng rằng với những điều mà ông Thợ chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp cho các chị ong của chúng ta có một sự chuẩn bị tốt nhất cho tuần mới. Còn bây giờ, ông Thợ phải nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các chị trong Kết nối yêu thương tuần sau. Thank you.
Sao chàng nỡ quên tình em.